mời cộng đoàn cùng lắng nghe hạnh các thánh ngày 4 tháng 1. Thánh Elizabeth Anseton, 1774 đến 1821. Mẹ tôn là một trong những rường cột của giáo hội Công giáo Hoa Kỳ. Ngài sáng lập tu hội đầu tiên dành cho phụ nữ Hoa Kỳ, dòng nữ tu bác ái, mở trường học đầu tiên trong giáo xứ Hoa Kỳ và thiết lập cô nhi viện đầu tiên ở Hoa Kỳ. Tất cả những điều trên ngài thực hiện trong vòng 46 năm đồng thời vừa nuôi dưỡng năm người con. Elizabeth Ann Bailey Setton quả thực là người của thế hệ cách mạng Hoa Kỳ. Ngài sinh ngày 28 tháng 8 1774, chỉ hai năm trước khi có bản tuyên ngôn độc lập. Bởi dòng dõi và hôn nhân, Ngài có liên hệ đến các thế hệ đầu tiên sống ở nữ ước và vui hưởng kết quả của một xã hội tiến bộ. Được nuôi nấng trong một gia đình nề nếp anh giáo, Ngài biết được giá trị của sự cầu nguyện, kinh thánh và sự kiểm điểm lương tâm hàng đêm trước khi đi ngủ. Cha của Ngài, bác sĩ Richard Bailey, không đóng góp nhiều cho nhà thờ nhưng ông là người rất nhân đạo, đã dạy được cho cô con gái bài học yêu thương và phục vụ tha nhân. Sự chết sớm của người mẹ năm 1777 và của bà vú nuôi năm 1778 đã đem lại cho Elizabeth một cảm nhận về sự tạm bỡ của Trần gian và thúc giục ngài hướng về vĩnh cửu. Thay vì ủ rũ và chán chường, ngài đối diện với các biến cố mà ngài coi là sự hủy hoại khủng khiếp với một hy vọng đầy phấn khởi. Vào năm 19 tuổi, Elizabeth là hoa khôi của nữ ước và kết hôn với một thương gia đẹp trai, dù có là ông William Magie Seton. Họ được năm người con trước khi doanh nghiệp lụn bại và ông chết vì bệnh lao. Vào năm 30 tuổi, bà Elizabeth đã là một quá phụ, không một đồng xu và phải nuôi nấng năm đứa con. Trong khi sống ở Ý, bà được chứng kiến phong trào tông đồ giáo dân qua gia đình của những người bạn, ba điểm căn bản sau đã đưa bà trở về đạo công giáo, tin tưởng sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, sùng kính Đức Mẹ và tin rằng giáo hội công giáo là một giáo hội tông truyền do Đức Kitô thành lập. Nhiều người trong chính gia đình bà cũng như bạn hữu đã tẩy chay khi bà trở lại công giáo vào tháng 3 1805. Để nuôi con, bà mở trường học ở Ba Timor. Ngay từ ban đầu, nhóm giáo chức của bà đã theo khuôn khổ của một tu hội, mà sau đó được chính thức thành lập vào năm 1809. Hàng ngàn lá thư của mẹ Xét Tôn để lại cho thấy sự phát triển đời sống tâm linh của Ngài, từ những việc tốt lành bình thường cho đến sự thánh thiện cách anh hùng. Ngài chịu đau khổ vì những thử thách như đau ốm, hiểu lầm, cái chết của những người thân yêu, chồng và hai con gái, cũng như sự lo lắng đến đứa con trai hoang đàn. Ngài từ trần ngày 4 tháng Giêng 1821 và vào ngày 17 tháng 3 năm 1963, Đức giáo hoàng Giao An 23 đã tuyên xưng ngài là vị chân phước đầu tiên người Hoa Kỳ. Ngài được phong thánh ngày 24 tháng 9 năm 1975. Lời bàn: Thánh Elizabeth Seton không có những khả năng phi thường, ngài không phải là một vị thần bí hay được in năm dấu thánh, ngài không được ơn tiên tri hay nói tiếng lạ. Ngài chỉ có hai điều thành tâm, từ bỏ ý riêng để theo thánh ý Thiên Chúa và yêu quý bí tích thánh thể. Ngài viết thư cho người bạn là bà Julia Cox rằng ngài muốn đổi cả thế gian để sống ẩn dật ở trong hang hay sa mạc, nhưng thiên chúa đã ban cho tôi nhiều việc phải làm và tôi hằng cầu xin và luôn luôn hy vọng được vâng theo ý chúa hơn là ý riêng tôi. Kiểu cách nên thánh của ngài là mở lòng cho mọi sự nếu chúng ta yêu mến thiên chúa và thi hành thánh ý ngài. Lời trích. Thánh Elizabeth Seton nói với các nữ tu, tôi thiết nghĩ mục đích trước nhất trong công việc hàng ngày của chúng ta là thi hành thánh ý thiên chúa, thứ đến, thi hành điều ấy trong phương cách mà ngài muốn và thứ ba thi hành điều ấy vì đó là ý chúa con xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn xin chúa chúc lành cho tất cả chúng ta amen